đánh nha hả? Dạ. Để mai vô mai đánh nữa không? Mai đánh của tôi. Còn bây giờ lúc còn là bây giờ anh rút cái cốt của mình này sao? Không đánh rồi. Cái gì đấy Tết. Có rút mà đúng không? Dạ, tao có đúng mày. Thank you.
Yes.